Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với Khoảnh Khắc Rực Rỡ, được phát sóng vào lúc 19:35 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sao Đỉnh Cao thực hiện. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu những câu chuyện với những nghệ sĩ khách mời để cùng lắng nghe những phần trải lòng, những tâm sự, những chia sẻ về cách mà những nghệ sĩ của chúng ta đã vượt qua những cái thử thách khi mà chúng ta đến với hành trình làm nghề như thế nào. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một diễn viên mà có thể nói là anh là một trong những nhân vật mà ngay cả trên phim ảnh cũng như ở ngoài đời luôn luôn xuất hiện với một cái năng lượng vô cùng tràn trề và đặc biệt là một cái sự nhiệt huyết của mình trong những cái vai diễn. Xin được chào đón, đó chính là diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Xin chào Tuyên. Xin cho phép chào Khang, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ. Xin mời Tuyên ngồi. Mời. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp ngồi lại với nhau như vậy. À đúng rồi, thật ra thì Khang với lại Tuyên chắc cũng ít khi có dịp gặp nhau. Với Tuyên thì cái hành trình đến với nghệ thuật này nó có điều gì đặc biệt không? Tuyên tốt nghiệp bên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh. Cái thời điểm của Tuyên tốt nghiệp là cao đẳng, còn hiện tại bây giờ là đang là đại học. Mà 2004-05 gì đó là may mắn được anh Hữu Lộc, anh Hoài Linh, anh Chí Tài ngày xưa mời về sân khấu Nụ Cười Mới. Đó có phải là cái khoảnh khắc rực rỡ của mình trong sự nghiệp không? Tuyên nhớ hoài cái thời điểm mà về diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới á. Đi ra ngoài đường với mấy anh chị lớn, anh Linh, anh Tài, hay anh Lộc rồi này nọ đó. Cái được khán giả biết được mấy anh chị là diễn viên. Trời mình thèm lắm. Cảm giác thời điểm đó là sinh viên trong trường có nghe tên gọi anh Hữu Lộc, gọi anh Hoài Linh này nọ. Thì Tuyên thèm được một lần được khán giả biết tới mình là diễn viên. Cái đợt đó nhớ hoài luôn, đi chợ cái gặp bà chị đó, diễn viên, cái lúc đó cảm giác sướng sướng rồi. Cái sau này cái thèm là mọi người biết được cái tên của mình. Cái đợt đó nhớ là ở ngoài chợ hay là anh xe ôm gì đó, anh mới nhận ra lần đầu tiên là em là Quách Ngọc Tuyên đúng không. Trời ơi nó hạnh phúc thật sự, lúc đó cảm giác nó sướng lắm. Rồi bắt đầu thèm nữa, thèm khán giả nhớ tới cái vai diễn của mình. Thì may mắn sau này thì được khán giả bên phim truyền hình á thì nhớ bên cái vai cậu Hai Sinh cũng là Vĩnh Long mình luôn. Và cái đặc biệt nữa là cái nhân vật vi cá của Tuyên, trộm vía là Tuyên được khán giả quý, mọi người thương và mọi người thích cái nhân vật vi cá đó. Thế cái cơ duyên từ đâu mà Tuyên lại làm cái vi cá tiền truyện? Cái đợt đó là nhớ là làm cái phim Giải Cứu Tiểu Thư phần 5 của Hồ Việt Trung. Là cái nhân vật vi cá xuất hiện từ đó, là từ Giải Cứu Tiểu Thư và đạo diễn là Mr. Tô. Từ cái phần đó là khán giả bắt đầu thích nhân vật vi cá. Thật sự lúc đó cũng không dám nghĩ là mình sẽ làm riêng một phần cho bản thân mình nữa. Tuyên chia sẻ là lúc mà Tuyên chuẩn bị quyết định làm cái vi cá truyền truyện đó năm 2018 đó, trong người Tuyên chỉ có được 50 triệu thôi. Mà con số dị chi ra tất cả nó là 1 tỷ lẻ mấy chục triệu, gần 1 tỷ mốt. Trời đất ơi, nhưng mà nó vượt ngân sách của mình khủng khiếp. Tại khi một khi đã quyết định ngồi làm rồi là bắt đầu cái khâu tiền kỳ, là tiền kỳ 1 tháng trời là bắt đầu anh em ngồi làm kịch bản. Thì trong khoảng thời gian đó là Tuyên bắt đầu đi cài, cái gì Tuyên cũng làm. Tuyên nói thiệt, thậm chí đi quay những cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ thôi, chỉ có 250.000 một tiểu phẩm thôi, Tuyên vẫn nhận đi quay. Nhưng mà Tuyên xin mấy bạn biên tập ở bên đó, em ơi hay là chị ơi, ngày hôm đó có thể cho em quay nhiều nhiều, là mấy chị sẽ sắp 5 số 7 số. Thì mình cũng được 1-2 triệu một ngày. Là bắt đầu gom về. Có nghĩa là mình đầu tư một cái sản phẩm, mình đâu có biết có thắng hay không thắng đâu. Tự nhiên trong đầu của nó có một cái lòng tin kỳ lắm, và mình tin chắc mình sẽ thắng. Tuyên nhớ Tuyên lập kênh YouTube của Tuyên á, Tuyên mới lên cái trailer thôi là Tuyên đã nhận được nút bạc, là khán giả đã đón nhận như vậy rồi. Chưa lên tập 1 nha, tập 2 vừa lên cái là Tuyên lấy nút vàng luôn. Wow, rất nhanh luôn đúng không ạ? Nhanh. Thế thì với cái việc mà bắt đầu được khán giả biết đến với biệt danh là anh Vi Cá, thì tạm gọi đây là một cái dấu son hay là một cái khoảnh khắc rực rỡ trong cái sự nghiệp của Tuyên đi. Thì nó đã thay đổi cuộc đời của Tuyên như thế nào? Thật sự nhờ khán giả và Quách Ngọc Tuyên mới được như ngày hôm nay. Tại cái thời điểm trước đó cái tên Quách Ngọc Tuyên không có là cái gì hết á, cũng là anh em trong nghề, khán giả cũng biết vậy thôi. Và sau cái nhân vật Vi Cá đó được mọi người đón nhận thì bản thân Tuyên tự cảm nhận được là nhận show rất là nhiều. Tuyên cũng có một nhóm hài riêng, Tuyên, anh Hứa Minh Đạt, Tân Trề, anh Hoàng Mèo. Thì thời điểm đó trúng cái show anh em liên tục. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc cũng đã trả nợ hết tiền trước đó của đạo diễn là gì? Trả hết tiền trong đợt đó luôn rồi. Ngon lành. Khi mà tập 3 vừa dứt điểm là Tuyên chuyển cho Mr. Tô vừa xong. Ngon luôn. Lành, ngon dư lành. Sức để làm tiếp những mùa tiếp theo. Thế ủa thì tôi biết đang ấp ủ dự án phần 2 nè. Trời là sao không biết được, đọc trong ánh mắt là biết được rồi. Cái kỷ niệm nào mà Tuyên Tuyên cảm thấy nhớ nhất trong cái quá trình mà làm nghề diễn viên của mình? Có giai đoạn nào khóc cười ra nước mắt không? Cũng có thời gian định bỏ nghề chứ. Định đi làm gì? Bây giờ quyết Ngọc Tuyên mà bỏ nghề thì làm gì? Không, thực sự lúc đó là đó chính vì cái điều đó mà mới đầu quay lại. Nghĩ cái chuyện đó trong vòng một đêm và quyết định là không thể nào bỏ nghề được cũng trong vòng một đêm đó.
bằng mọi cách là bắt đầu lao ra đi làm cái gì cũng làm, thậm chí viết những cái tiểu phẩm, viết kịch bản nhỏ nhỏ. Đợt đó là anh Trung Lùng anh gọi mỗi cái tiểu phẩm là viết đâu được 50.000 hay 100.000 gì đó, dẫn nhận đem về nhà ngồi viết. Cho nên là mình vẫn có thể làm nghề để kiếm sống được dù chưa có giàu, nhưng mà ít nhất là mình có thể duy trì được cái niềm đam mê và cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Sau đó thì có vai diễn nào ở trên truyền hình hoặc là trên màn ảnh mà đã được trao cơ hội để thử sức không? 2013 thì Tuyên có làm một cái vai thứ 9 ở bộ phim của Giọt Lệ Bên Sông của anh Hoàng Tấn Cường. Thì Tuyên đóng vai là cậu hai của Hoài Lâm, là cậu hai sinh. Thì đợt đó là cái phim truyền hình khi mà ra khán giả rất là thích. Tôi nhớ hoài một cái kỷ niệm là đợt đó đi diễn với anh Chí Tài. Vừa diễn xong, Tuyên với anh Tài bước xuống chuẩn bị đi ra để chạy tiếp diễn điểm khác. Thì nguyên gia đình đó, ông bà, ba mẹ với hai người con là tổng cộng 6 người bỏ hẳn chương trình ở trong luôn, không xem tiếp. Tôi nhớ hoài luôn, bà gọi con, cái nhân vật hai sinh của con á, thằng hai sinh tại sao mày nhậu hoài vậy? Rồi sắp tới mày sao? Cái cảm giác cô hỏi rất là nhiệt tình, cô quan tâm như đến nhân vật của mình, đúng rồi. Bây giờ sẽ có một cái thử thách dành cho Quách Ngọc Tuyên, đó là chúng tôi sẽ phát ba cái đoạn voice khác nhau. Nó có thể sẽ là những cái vai diễn mà Tuyên đã từng diễn ở trên sân khấu hoặc cũng có thể là trên màn ảnh. Tuyên hãy cho chúng tôi biết đó là nhân vật nào và trong bộ phim nào nha. Tôi nghĩ là không khó đâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn voice đầu tiên nha. Biết ai gây ra chuyện này, tôi thề chính tay tôi sẽ xé xác tụi nó. Cái giọng này không phải là giọng của Tuyên. Phim Tuyên đóng chính... nhưng mà giọng người khác lồng tiếng. Cái này một là nhân vật hai chỉ ở trong cái phim Vết Dầu Loan, còn hai là cậu hai sinh lúc nãy Tuyên vừa mới chia sẻ. Dạ thưa, sai hết ạ. Có ba chữ thôi. Nói về một cái món ăn. Nhớ rồi. Vua bánh mì. Dạ rồi. Chính xác. Phim thứ hai. Nhưng mà anh nghèo thiệt mà, anh khổ lắm Nhung ơi, anh không dám gặp má em đâu. Phải giọng mình không? Đúng rồi, hình như nó đó. Không nhớ thiệt luôn á. Đây là một tiểu phẩm hài đó, nói về câu chuyện của hai người không được đến được với nhau. Và Nhung ơi, à trong cái live show của anh Quỳnh đúng không ta? Đúng rồi, ngang gì? Vai Mạnh Quỳnh của tiểu phẩm hài tên gì biết không? Ngang trái. Ngang trái. À, rồi bây giờ thì cái thứ ba. Anh, đừng la tội nghiệp nó. Nó dù gì cũng đang học việc mà, đâu lấy lương đâu. À, phim mình sản xuất luôn, sao không nhớ được. Phim chính thức sản xuất mới hôm Tết vừa rồi luôn. Phim gì ạ? Về nhà là Tết phần 2. Ba câu hỏi thì trả lời đúng 2, sai 1. Đáng lý thông thường khác thì khách mời sẽ phải bị phạt là chống đẩy. Nhưng tuy nhiên chúng tôi nghĩ là không ai làm như vậy cả. Làm như vậy thì khách mời lần sau họ sẽ không đến ha. Trộm biết là bây giờ cũng thấy là cái mình thừa thắng xông lên cũng sản xuất rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau đúng không? Sắp tới có dự án gì đặc biệt không? Hồi nãy có hé lộ tiết rồi đúng không? Trong năm nay là Tuyên sẽ triển khai Tuyên bấm cái phim Vi Cá Tuyên Triển phần 2. Thế thì trong cái hành trình mà làm nghề này thì có cái người nào mà Quách Ngọc Tuyên muốn gửi lời cảm ơn hoặc là muốn tri ân không? Cho Tuyên gửi lời cảm ơn tất cả các anh em, các cô chú anh chị ở bên sân khấu Nụ Cười Mới. Và Tuyên may mắn cái thời điểm, Tuyên xin lỗi cho Tuyên nhắc là anh Tài. Là thời điểm anh Tài còn á, là Tuyên, anh Hoàng Mèo với anh Chí Tài là một nhóm hài đi tấu hài xuyên suốt hành trình, gần như là trên tất cả các tỉnh ở trên nước mình á, là ngồi trên xe cái anh Tài chia sẻ, anh Tài tâm sự, anh Tài chỉ được nhiều thứ lắm. Tôi nghĩ là tương lai của Tuyên sẽ còn tiến xa hơn nữa, bởi vì bạn là một người rất là cầu tiến và rất là hết mình. Thay mặt cho người thực hiện chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ, cho cái dự án trong năm này của bạn sẽ bùng nổ, chúc bạn sẽ ngày càng tỏa sáng và sẽ có thêm nhiều vai diễn đắt giá hơn nữa nha. Cảm ơn Tuyên. Bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:35 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sao Đỉnh Cao thực hiện. Lần nữa diễn viên Quách Ngọc Tuyên cùng với Nguyên Kha. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Chị thích rất là nhiều vai. Chị xuất thân là về hộ quản tuồng cổ. Thì người ta hãy mà người ta coi thì người ta vẫn nhắc chị đến vai Võ Tắc Thiên. Mẹ chị thì dạy cho chị vở Đào Tâm Xuân, chị cũng thích. Vai Phàn Lê Huê cũng thích nữa.